Chào mừng mọi người cùng quay trở lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Hôm nay Phước Sửu sẽ cùng với mọi người và cùng với anh Quân Lê sẽ là khám phá về một cái dự án rất là đẹp tại Long An, với dự án với tên là Vicoq Varia. Một cái tên rất là hay và nằm trên tỉnh lộ 38A24, với tổng diện tích của dự án là hơn 20 hectare. Và trong này thì có rất là nhiều loại sản phẩm là năm 20, năm 15, năm 25 và những cái biệt thự. Thì quý khách hàng với tầm tiền tầm khoảng hơn 1 tỷ đến hơn 2 tỷ thì có đây là một sự lựa chọn của quý anh chị khách hàng. Sau đây thì sẽ mời anh Quân Lê sẽ chi tiết hơn về dự án để cho quý anh chị nắm rõ hơn về cái dự án Vicoq Varia này nhé. Rồi, xin cảm ơn và xin mời mọi người cùng với anh Quân Lê chi tiết về dự án. Nếu như từ trung tâm thành phố thì đi Võ Văn Kiệt lên Nguyễn Linh, sau này có thể là đi đường Võ Văn Kiệt nối dài qua Mai Bá Hương. Thì khi mà lên cao tốc xuống nhánh rẽ đầu tiên là của Bến Lức, xuống nhánh rẽ Bến Lức thì gặp cái vòng xoay đầu tiên, đây là dự án Waterborn của Nhật Bản. Đi thẳng tới 4 km thì ngay vị trí này là dự án của Vicoq Varia, nằm ngay vị trí mặt tiền đường. Từ vị trí Vicoq qua tới Lago là tầm khoảng cỡ từ 4,5 cây là tới vị trí của Lago. Và trên trục đường này gọi là trục đường vành đai 4 tỉnh lộ 830 thì tất cả các cụm khu công nghiệp nó đều nằm hết toàn bộ trên khu vực này. Hồi nãy khi mà đi các bạn để ý hai bên đây khu công nghiệp nhiều, dân cư ít. Nhưng mà từ vị trí của Lago, tí hồi Quân sẽ dẫn các bạn, tí hồi mình sẽ đi bằng con đường này thì các bạn sẽ thấy khu công nghiệp phía bên đây rất nhiều và các bạn sẽ gặp cái khu công nghiệp Tân Đức. Nó sẽ nằm ở đây, Tân Đức sẽ nối dài qua tới Tân Đô. Và bước chân qua tới Đức Hòa, đây là gọi là khu thủ phủ khu công nghiệp của Long An. Ở Đức Hòa rất là nhiều cụm khu công nghiệp lớn nhỏ với hơn 20 cụm khu công nghiệp. Và qua khỏi khu công nghiệp Tân Đức là trường Đại học Tân Tạo, Đại học Y Dược nằm ở ngay vị trí này. Thì anh Quốc Linh Diamond City sắp sửa là mình sẽ ghé là ngay vị trí mặt tiền đường này. Thì vị trí Bến Lức nó sẽ có một cái đặc biệt là nó bọc bởi cái sông Vàm Cỏ, cho nên khí hậu của khu vực này, đặc biệt khi mà Quân vô chỗ khu vực Waterborn, khí hậu nó thấp hơn Thành phố Hồ Chí Minh 2 độ, rất là mát. Thứ hai nữa, cái vùng này, đây là vùng quỹ đất dự phòng và anh BKMS hiện giờ là đang gom khu vực này 3.500 hectare. Sắp tới các bạn sẽ thấy trên đường Nguyễn Hữu Chí sẽ có và khu Tây nó sẽ có 6 cái bệnh viện lớn, nó sẽ nằm dọc trên trục đường này. Khu vực này, đây là vị trí ranh giới giữa Đức Hòa, Bình Chánh và Bến Lức. Đây là vùng trọng điểm luôn á. Và tất cả các bệnh viện lớn, trường học sẽ dời hết về khu vực phía Tây. Hồi xưa Thành phố Hồ Chí Minh mình muốn di dân, đầu tiên là họ sẽ di dân các trường học trước, và bắt đầu làng đại học của khu Nam nó đã có, đúng không? Sau này ở ngay chỗ khu vực của The Son đi thẳng lên là nó sẽ có là cái khu làng đại học khu Tây ha. Bệnh viện là sẽ đưa cái bệnh viện Nhi Đồng 2 nó nằm phía trên này, thì sắp sửa mai mốt ở ngay chỗ mặt tiền tỉnh lộ 10 nó sẽ có cái bệnh viện Chợ Rẫy 2. Tất cả các bệnh viện, trường học, mọi thứ sẽ đều được đẩy dồn về khu Tây. Và người dân ở khu phía Tây này họ không có vào vùng nhất họ chơi. Từ vị trí này nếu muốn đi họ muốn đi siêu thị Almond thì họ lên cao tốc là tới. Và sắp tới ở Waterborn, đặc biệt anh này đang có một cái quỹ đất dành cho trung tâm thương mại là 7,6 hectare. Nếu như quỹ đất này anh nào xây, khi khu đô thị của Nhật thì chưa biết anh nào xây, một Nhật, hai là anh Takashimaya, tại vì Capital Land là đơn vị đưa Takashimaya vô đây. Thì một cái trung tâm thương mại xuất hiện ở khu vực này nó sẽ làm trung tâm cho toàn bộ khu vực phía Tây luôn. Hiện tại người dân Bến Lức họ không có biết vui chơi giải trí ở đâu hết đó, họ chỉ có vô trong dự án, vô trong những chỗ khác, hoặc là nếu mà đi siêu thị lớn, đi vào thành phố thì họ sẽ đi vô Almond. Thì khi mà người dân ở khu vực 13 tỉnh đồng bằng sông Hồng của Long họ đi lên thì có phải đây là cái điểm đầu tiên mà họ ghé để họ ăn uống nghỉ ngơi, vui chơi giải trí thay vì bước chân vô Almond. Cho nên đây là cái vị trí chiến lược của khu vực của Bến Lức ha, nó nằm ngay nút giao luôn. Và con đường này là một trong 5 con đường trọng điểm của Long An bắt đầu đề xuất là sẽ mở trong năm nay. Đây là đường vành đai 4 và nó sẽ nối thẳng về 5 cái thành phố đô thị vệ tinh: Bình Dương, Long An, Tây Ninh
Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh là nó sẽ bọc bằng trên con đường này. Vậy đường Mai Bá Hương nó dài cộng này hả các bạn, đây là đường Lương Hòa 6,4 km, và từ vị trí của đường vành đai 4 không di chuyển về khu vực cảng quốc tế của Long An cũng di chuyển bằng chân đường vành đai 4 và đi xuyên qua phía dưới đây không, tại vì Long An nó nằm ở một vị trí đặc biệt, là nó là điểm kết nối giao thông giao thương của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về đường bộ và đường thủy luôn. Đường thủy đều phải đi ngang qua Long An hết toàn bộ, mà Long An hiện giờ là chưa được tập trung phát triển nhiều, bắt đầu từ năm nay mới đang được tập trung. Ở khu vực Cần Giuộc, khu vực của cảng quốc tế Long An nó đã hình thành nên các con đường lớn rồi, và bắt đầu từ đó nó sẽ mở lên hết. Khu của Vingroup 1.000 hecta nằm đây nè. Năm ngoái thông tin Vingroup rút ra khỏi vị trí này thì chưa biết ha, đó chỉ là thông tin. Tại vì khi mà Vingroup đi tới đâu giá đất nó tăng tới đó, chứ không phải là gì đó, cái giá đền bù nó sẽ rất là cao. Nhưng mà trên bản đồ quy hoạch là nó nằm ngay đây nè, cụm này nè, ngay cái cùi chỏ sông nè. Đó, nó nằm xéo của ông Waterborne qua bên đây. Ừ. Vạn Thịnh Phát là nằm phía trên này. Vingroup và Đức Hòa không, bản đồ này không, cái này là rút ngắn thôi, nó xa lắm, nó xa mút chỉ luôn á. Nó là nhánh khác ha, à, khúc này nó sẽ là nhánh khác. Vậy thì cái khách hàng của khu vực của trục đường này nó sẽ nằm ở đâu? Đầu tiên là khu vực của Bình Chánh, giá đất Bình Chánh đang rất là cao. Thứ hai là những người làm việc trong cụm khu công nghiệp này, Coca-Cola rồi Alibaba đợt vừa rồi báo chí đăng là nó sẽ nằm ở trong khu công nghiệp Phú Hưng Thạnh. Nó nằm trong khu công nghiệp Phú Hưng Thạnh, nãy mình đi ngang qua 1.000 hecta nó nằm ở phía trong đó ha. Và hệ thống đường giao thông sắp tới, khi mà đường Mai Bá Hương này thông xe đi thẳng lên đây, bắt qua bên tỉnh lộ 10, thì ngay chỗ vị trí ranh giới giữa thành phố Hồ Chí Minh và Long An, nó sẽ có một con đường gọi là con đường xuyên tâm khu công nghiệp Đức Hòa. Con đường này 6 làn xe với quy mô là 40m ha. Và con đường này mở thẳng một phát một đi thẳng về Củ Chi, Tây Ninh, đi liên thông luôn trên con đường này, và nó đi về ngã ba dòng Hóc Môn, khu vực này rất là gần. Hậu Nghĩa mới khai trương một cái bệnh viện xuyên Á 1.000 giường nằm ngay vị trí đây, gần anh này, gần anh Vin Hậu Nghĩa, chứ không phải anh này, nằm ở vị trí trên này ha. Cho nên là từ Lago và Việt Úc, bệnh viện, trường học, cái gì nó không có, nó chỉ thiếu cái trung tâm thương mại thôi. Thực chất ra ở đây chỉ cần một trung tâm thương mại để lên là thu hút dân cư ở đây rất đông.